kính thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta sắp bước vào năm phụng vụ mới bằng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm c và các trích đoạn tin mừng được dùng trong năm c này là tin mừng theo thánh luca những tuần đầu của mùa vọng chúng ta thường nghe đọc các đoạn tin mừng về ngày cánh chung với lời mời gọi là hãy tỉnh thức để đón chờ chúa đến trong bài học hỏi hôm nay Chúng ta cùng tìm hiểu qua về cách trình bày cánh chung luận ở trong tin mừng Luca. Thưa quý ông bà và anh chị em, những sự kiện, những biến cố của thời Cùng Tận, còn gọi là thời cánh chung, đó, được đề cập đến ở nhiều chỗ khác nhau trong tin mừng Luca, nhưng mà nhất là ở các chương 12, chương 17 và chương 21. Khi bàn về cánh chung luận, tác giả Luca dùng những hạn từ hay kiểu nói để diễn đạt như là sắp đến, như là đến gần, xét xử hay là con người đến hay là sự tận cùng. Bản văn chính yếu nói về cánh chung là Luca chương 21 câu 5 đến câu 36 được đọc trong chu nhật thứ nhất mùa vọng năm C này. À bản văn này tiên báo biến cố quang lâm và sự xét xử cuối cùng sẽ đến. À, Thánh Luca không nói về thời gian khi nào ngày cùng tận sẽ đến nhưng mà đưa ra lời mời gọi là hãy tỉnh thức à, qua lời của Chúa Giêsu là anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người Luca chương 21 câu 36 và như vậy tác giả Luca cho thấy chủ đích của mình là nối kết cánh trung luận với lối sống đúng đắn của mỗi người. Đối với Luca, biết cách sống thì quan trọng hơn là biết thời gian xảy ra cuộc quang lâm. Biết cách sống thì quan trọng hơn là biết thời gian xảy ra cuộc quang lâm. À, để hiểu về cánh trung luận theo Luca đó, chúng ta lần lượt tìm hiểu ba đoạn văn tiêu biểu sau đây. Thứ nhất là Luca chương 12 câu 1 đến chương 13 câu 9. Thứ hai là Luca chương 17 và thứ ba là Luca chương 21. Trước tiên là Luca chương 12 câu 1 đến chương 13 câu 9. Trong đoạn văn này chúng ta thấy nổi lên một đề tài chính yếu đó là Đức Giêsu dạy các môn đệ và đám đông phải biết sẵn sàng chào đón ngày xét xử của Đức Kitô đang đến. Đề tài được nói rõ ngay trong câu mở đầu của chương 12 là không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết Luca chương 12 câu 2 vào ngày xét xử lối sống đích thực của từng người sẽ được phơi bày lối sống giả hình sai trái được ví như bóng tối còn lối sống ngay thật và đúng đắn được ví như ánh sáng tất cả đều hiện lộ qua những câu nói về việc phải tỉnh thức và sẵn sàng chương 12 câu 35, câu 40, à, Thánh Luca cho thấy thời gian Đức Giêsu ngự đến để xét xử thì bất chợt và không ngờ được, không thể biết trước được. Vì vậy, toàn bộ đời sống người Kitô hữu phải luôn trong tư thế sống canh thức, chờ đợi bất kể là Chúa đến sớm hay muộn. Xem Luca chương 12 câu 45. Và đó là cách tỉnh thức và sẵn sàng đúng đắn nhất. Tin mừng Luca cho rằng ngày Chúa Quang Lâm để xét xử vẫn chưa xảy ra đối với lại các tín hữu trong cái cộng đoàn của Luca thời bây giờ. Nhằm cho thấy việc chờ đợi và cách thức chờ đợi của Thiên Chúa đối với tội nhân và với con người là tình thương của người. Như vậy là chờ đợi ngày Chúa đến chính là thời gian tình thương của Thiên Chúa dành cho đặc biệt là các tội nhân để có cơ hội hoán cải. Thiên Chúa vì yêu thương đã chờ đợi tội nhân và ban cho con người cơ hội và thời gian để sám hối và quay về với người. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Luca chương 12 câu 43 hay chương 12 câu 45 có nghĩa là nói đến cái thời thời gian mà Chúa dành cho nó cũng có thể kết thúc bất ngờ. Hoặc như lời của cái người làm vườn thưa với ông chủ của mình À, trì hoãn cái việc chặt cây vả trong vườn vì nó không sinh trái đó thì người làm vườn thưa rằng thưa ông chủ xin cứ để nó tức là cây vả thêm một năm nay nữa tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó may ra sang năm nó có trái nếu không thì ông sẽ chặt nó đi Luca chương 13 câu 8 câu 9 Trước ân huệ chờ đợi của Thiên Chúa Mỗi người phải sống có trách nhiệm Trong một thời đại mà người ta dễ dàng né tránh các cái bổn phận luân lý nhưng mà người ta lại cầu mong một sự tha thứ dễ dàng tóm lại chương 12 hai tin mừng Luca cho chúng ta thấy cánh trung luận được diễn tả qua các yếu tố sau đây thứ nhất tác nhân xét xử là chính Đức Giêsu đến với tư cách là con người và hình ảnh này lấy lại của Daniel chương 7 câu 13 Nói về con người đến trong quyền năng đến trong vinh quang nhưng mà được Luca đổi lại thành cái kiểu nói là con người đến trong sức mạnh và trong vinh quang nhưng mà vinh quang tràn đầy. Cho thấy như xưa Đức Chúa đến với Môse trong sức mạnh và vinh quang lớn lao để tiêu diệt Pharaoh và quân Ai Cập thế nào thì Đức Giêsu là con người cũng sẽ xuất hiện vào ngày chung thẩm để mà xét xử người lành và kẻ dữ như thế. Thứ hai là thời gian xét xử thì sẽ rất bất chợt và không ai ngờ được Thiên Chúa cho tội nhân cơ hội và thời gian sám hối Là vì tình thương chờ đợi của người Nhưng nó cũng sẽ chấm hết Thứ ba là đối tượng chịu xét xử Đó là mọi người Cả người lành cũng kẻ giữ Thứ bốn là thái độ trước ngày cánh chung Đó là canh thức và sẵn sàng Nghĩa là tin tưởng phó thác vào Chúa Loại trừ một lối sống giả hình biết quản lý của cải một cách trung tín, vâng phục và tuân giữ những giá trị của vương quốc Thiên Chúa và có một đời sống cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta tìm hiểu đoạn văn thứ hai là Luca chương 17. Ở trong chương này, Luca cho thấy sự khác biệt giữa nước Thiên Chúa với đấng là con người sẽ đến. Nước Thiên Chúa thì xem ra là đến rồi, như kiểu nói là đang ở giữa các ông, đang ở giữa họ, nhưng mà chưa nói lên thời cùng tận còn cái hình ảnh con người à, là đức Giêsu đó thì lại chưa đến à, nhưng mà đến thì bất ngờ và người ta không có hay biết được để cho thấy thời cùng tận nó như thế bất ngờ kiểu nói nổi bật về cánh trung luận trong chương này đó là những ngày của con người hoặc kiểu nói này gợi lại kiểu nói ngày của đức chúa à, yom adonai như ở trong rất nhiều những đoạn à, sách ngôn sứ như Isaiah chương 13 câu 6, Amos chương 5 câu 18, Ezekiel chương 30 câu 1 đến câu 4, à, Joel chương 1 câu 15, chương 2 câu 1, Sophonia chương 1 câu 14 đến 16, Zechariah chương 14 câu 1. Ngày của Đức Chúa thì gần. À, trong Cựu Ước à, cái kiểu nói như vậy đó, tức là ngày của Đức Chúa thì gần ở đây nghĩa là gần đến và kiểu nói trong Cựu Ước như vậy muốn nói rằng là À, cái ngày đức chúa xuất hiện đó là cái ngày để tiêu diệt kẻ thù và cứu độ dân của chúa. còn trong thân ước những ngày của con người mà trong tin mừng Luca có nói đến thì không được nói cho các người pharisêu mà là cho các môn đệ à, tức là nhằm cho các ông thấy sự có một sự căng thẳng giữa cái mong ước được thấy và cái là không được thấy cái ngày của con người à, cho các ông có một thời gian chờ đợi Tức là khoảng thời gian từ giữa việc nước Thiên Chúa đã đang ở giữa họ và việc nước Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện viên mãn vào lúc con người được mặc khải. Luca chương 17 câu 30. Và cho các môn đệ sống cái thân phận phải trải qua đau khổ. Cái kiểu nói là ngày ấy là nó nhằm đến đau khổ mà các môn đệ phải chịu đang khi chờ đợi con người đến là cái ngày ấy cái ngày trông chờ đấy còn cái hiện tại là đang phải đau khổ. Và điều này cho thấy cánh trung luận của Luca. Không nhấn mạnh về thời gian. Mà nhấn mạnh về sự hiện hữu. Mọi người đối diện với ngày cánh trung. Ngày xét xử. Thì không cần quan trọng thời gian khi nào việc đó xảy ra. Mà điều quan trọng là. Mình phải sống thế nào cho xứng. Với cái cuộc đời của mình. Bằng việc sống bầu nhiệm thập giá. Và sống đức tin. Con người xuất hiện. Thì không kiểm chứng được bằng chuyện này chuyện kia xảy ra Nhưng người ta vẫn nói người ở đây hay người ở kia Nhưng mà bằng hành động đón nhận thử thách đau khổ bách hại Và đầy nồng lòng tin Tóm lại cánh trung luận trong chương 17 cho thấy một số điểm như sau Thứ nhất có sự đan xen giữa nước thiên chúa đang ở giữa nhân loại Và việc Đức kitô chưa ngự đến để xét xử cho thấy có sự rằng co giữa việc sống chờ đợi không dựa vào những điều kiểm chứng được nhưng mà bằng niềm tin cái điểm thứ hai đó là vấn đề cánh chung được nói riêng cho các môn đệ để các ông sống cái kinh nghiệm đức tin trong khi chờ đợi con người xuất hiện và điểm thứ ba đó là cái thái độ sống đứng trước lời loan báo việc con người sẽ đến xét xử thì điều quan trọng cần chú tâm là sống những ngày tức là sống trong sự vững tin và sự bách hại, đau khổ như con người đã từng sống. Xem lưu quan chương 17 câu 25. Cánh trung luận của chương này cho thấy những ưu tiên sống mà người ta phải nhận ra và những quyết định người ta phải thực hiện. Đồng thời, nó đem lại cho họ sự can đảm để sống những giây phút hiện tại của cuộc đời à, một cách trọn vẹn. Điểm thứ bốn, thời gian xét xử sẽ xảy ra đột ngột và chấm dứt mọi hoạt động sống thường ngày của con người và không ai có thể trốn thoát được điều đó. Xem Luca chương 17 câu 26 đến 29. Và điểm thứ năm tác nhân xét xử chính là đấng, đấng là con người đến trong vinh quang, à, không gì khác hơn chính là cái con người mà đã phải chịu đau khổ và chết trên thập giá. Nói cách khác, trước khi con người ngự đến vinh quang thì con người đã phải chịu chết cách ô nhục. Và đây là mẫu thức sống chiều kích cánh chung cho người môn đệ của Đức Giêsu. Và điểm thứ sáu Mục đích xét xử và Chúng ta nghe thấy cái kiểu nói là Phải, phải, phải thế này, phải thế kia Cho thấy cuộc thương khó Và cái chết thập giá của Đức Giêsu Là một phần trong toàn bộ công trình Cứu chuộc của Thiên Chúa à, Đức Giêsu ngự đến xét xử Là để cứu chuộc những ai biết sống Thập giá và vững tin như là người Chúng ta qua cái đoạn văn thứ ba đó là Luca chương 21 về cánh trung luận trong chương 21. Luca cho thấy trình tự các sự kiện xảy ra nối tiếp nhau. Trước tiên là các dấu lạ báo trước như là chiến tranh, loạn lạc, các dân nước chống lại nhau, động đất, đói kém, ôn dịch và đỉnh điểm là hiện tượng kinh khủng và dấu lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Chương 21 câu 8 đến câu 11. Tiếp đến là con người xuất hiện với những dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao. Dưới đất thì muôn dân lo lắng, hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta hồn siêu phách lạc khi các quyền lực trên trời bị lay chuyển để xét xử địa cầu chưa đến. Ở đây Luca cho thấy con người đến với một sức mạnh. Và đầy quyền năng, đầy vinh quang Cùng với đám mây à, Và cánh trung luận ở chương 21 này Cho thấy hình ảnh con người đến xét xử Với đỉnh điểm của những yếu tố kèm theo Đó là sức mạnh, đầy vinh quang Trên đám mây Và những yếu tố này như chúng ta đã nói trước là Lấy lại từ trong Daniel chương 7 à, Nhưng mà Thánh Đô đã điều chỉnh lại Cái hình ảnh con người đó theo Luca, theo Daniel chương 7 câu 13 thì con người đến với cái quyền năng và vinh quang. Còn ở Luca thì con người đến trong sức mạnh và trong vinh quang đầy tràn. Cho thấy theo Luca thì ảnh con người đến với cái cấp độ nó tăng dần từ việc con người sẽ xấu hổ với những ai xấu hổ vì con người và lời của con người hoặc là đón nhận ai biết tuyên bố đón nhận con người và nó sẽ thành những cái dấu lạ tức là việc người rao giảng và sống lại đến rồi người sẽ đến xét xử một cách bất ngờ với những yếu tố đỉnh điểm như chúng ta thấy ở trên là sức mạnh đầy quyền năng và trên đám mây từ đây cho thấy tính phổ quát của vương quyền thiên chúa nơi hình ảnh con người ngự đến như thế để xét xử điều này làm lộ ra sức mạnh hết mức của thiên chúa thắng vượt và tiêu diệt hoàn toàn sự giữ tuy nhiên việc con người đến xét xử với dáng vẻ oai phong uy nghiêm long trọng như thế không phải gây hoang mang sợ hãi cho bằng là khơi lên cho mọi người một niềm can đảm và hy vọng đó là đứng thẳng ngẩng đầu vì sự xuất hiện của con người là để đem lại ơn cứu chuộc tức là tiêu diệt sự ác và cứu chuộc những kẻ tin hiệu quả tích cực nhất của cánh trung luận ở đây là ơn cứu chuộc thế nào thì cũng vậy mọi người phải đáp trả cho cân xứng bằng cung cách sống không để lòng mình ra nặng nề vì say xưa và lo lắng sự đời là những thứ rào cản đầy mãnh lực và quyến rũ khiến sao lãng và làm vụt mất ơn cứu chuộc tóm lại dù diễn tả bằng nhiều cách thức về việc con người ngự đến để xét xử tác giả luca vẫn cho thấy một nền thần học về cánh chung tập trung chủ yếu vào cái cung cách sống tốt đẹp của mọi người hơn là loay hoay băn khoăn lo lắng về thời gian khi nào việc con người đến xét xử cung cách sống quan trọng nhất là canh thức và cầu nguyện để có thể đứng thẳng ngẩng cao đầu là những cách thế sống mạnh mẽ hiên ngang vững tin không sợ sệt để chờ ngày con người đến xét xử bất chợt không ngờ mà lãnh nhận được ơn huệ quan trọng và cao cả nhất đời mình là ơn cứu chuộc. Xin kính chào tất cả quý bà và anh chị em.